Và sau đây chúng ta sẽ kích hoạt cái 7 ngày dùng thử để trải nghiệm hoàn toàn tính năng của Forex Tester Online trong vòng 7 ngày hoàn toàn miễn phí. Nếu sau 7 ngày các bạn là không có nhu cầu mua thêm thì các bạn có thể hủy và không mất bất cứ một đồng nào. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái quá trình thanh toán cái phần Forex Tester dùng thử này. Thì các bạn có thể sử dụng thoải mái trong vòng một tuần. Sau đó thì trường hợp không muốn mất tiền thì chúng ta đơn giản chỉ cần ấn vào suspend là xong. Mình nghĩ đây là một cái tính năng rất là hấp dẫn đối với Forex Tester khi mà chúng ta sẽ không cần phải cài đặt bất cứ cái gì, chỉ cần có trình duyệt web là chúng ta có thể backtest mọi lúc mọi nơi với cái giao diện thì vô cùng là thân thiện và quen thuộc Nó giống 90 phần trăm so với Trading View và những cái tính năng của nó thì vô cùng là dễ sử dụng và đặc biệt là cũng có cái phần analytic có thể đánh giá được những hệ thống giao dịch của chúng ta một cách đầy đủ và tự tin chinh chiến trên các thị trường thực. Xin chào các bạn quay lại với nghề trader. Trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phần mềm Forex Tester phiên bản mới nhất đó chính là phiên bản 6. Qua từng clip chúng ta đã biết được cách tải về này, cài đặt này, sử dụng các cái thanh công cụ bên trên, rồi cài đặt phím tắt và cùng nhau active phần mềm lên phiên bản trả phí để có thể sử dụng hết những cái tính năng ưu việt của phần mềm so với việc các bạn là sử dụng cái phiên bản demo. Phiên bản demo thì chỉ cho phép các bạn là backtest mỗi một chiến dịch là một tiếng và các bạn là chỉ được sử dụng dữ liệu trong vòng một tháng tính từ cái thời điểm bắt đầu chiến dịch. Như vậy nó sẽ tương đối là gò bó và đặc biệt chúng ta sẽ chưa đủ cái dữ liệu để đánh giá một cái hệ thống giao dịch có thể đủ xác suất để chinh chiến trên thị trường thực hay không. Thì trường hợp mà cái lệnh total chase này quá ít thì chúng ta chưa thể đánh giá được một hệ thống giao dịch là đã đạt yêu cầu hay là chưa. Theo mình thì ít nhất chúng ta cần phải thực hiện 100 lệnh thì chúng ta mới dần dần có những cái đánh giá sơ bộ về một cái hệ thống có thể thực sự chiến chiến trên thị trường thị trường thực hay là không. À, với cái uh, chiến dịch hiện tại của mình thì mình đã thực hiện là 54 lệnh với số lệnh thắng là 24 và thua là 26 với cái tỷ lệ thắng là 48%, tỷ lệ thua là 52%. Uh, thua về 7,83%. Profit cái profit factor là 1.32, Cái tỷ lệ này thì càng cao càng tốt. Với một cái hệ thống mà có cái thông số như thế này thì chúng ta đủ cái niềm tin vào cái xác suất chiến thắng khi mà chúng ta chi chiến trên uh, thị trường thực với một cái số lượng lệnh lên tới 54 lệnh như thế này mà trường hợp các bạn uh, vào lệnh trên cái thị, thị trường thực thì uh, không biết là các bạn cần phải bỏ ra số tiền là bao nhiêu và thua lỗ như thế nào mà thay vào đó thì chúng ta sẽ thực hiện trên môi trường giả lập à, giống như trong các clip trước thì mình nói đây là cái phòng tập thời gian đặc biệt và nó sẽ giúp cho các bạn luyện tập một tiếng với phần mềm thì bằng các bạn giao dịch trên thị trường thực có thể lên tới cả năm trời bởi vì những cái tính năng vô cùng là ưu việt của phần mềm Forex Tester phiên bản 6 à, tuy nhiên thì một cái điểm yếu của phần mềm Forex Tester này đó chính là nó hiện tại chỉ hỗ trợ trên hệ điều hành Windows à, với những người dùng Mac thì các bạn sẽ cần phải cài phần mềm giả lập cái điều này thì tương đối phức tạp cũng như là những cái người mà không có máy tính chẳng hạn hoặc các bạn chỉ có điện thoại mà các bạn vẫn muốn backtest thì sẽ gặp tương đối là nhiều khó khăn bởi vì cái hạn chế của phần mềm forex tester khi mà nó chỉ sử dụng được trên windows chính vậy nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái nền tảng mà nó sẽ giúp chúng ta khắc phục được những cái điểm yếu của phần mềm forex tester cài trên Windows này. Đó chính là Forex Tester Online. Các bạn có thể truy cập Forex Tester Online thông qua cái đường link ở trên màn hình, ở địa chỉ là chơi com gạch chéo FTO thì chúng ta sẽ vào được cái giao diện của phần mềm Forex Tester Online. Đây là một cái bản beta, một tính năng hoàn toàn mới và tương đối là ưu việt dành cho những ai muốn trở thành một chơi chuyên nghiệp và mong muốn được sở hữu một cái công cụ giúp cho các bạn có thể backtest được các cặp tiền tệ thì phần mềm mà Forex Tester này nó là một cái sự thay đổi rất là lớn so với phần mềm mà cài đặt trên Windows khi mà chúng ta sẽ không cần phải cài đặt bất cứ điều gì bởi vì uh, Forex Tester Online chính là một cái công cụ ở trên nền tảng web nên nó sẽ rất là mềm dẻo trong quá trình sử dụng chúng ta không phải cài đặt bất cứ một cái gì tất cả chúng ta cần chỉ là một trình duyệt web ở trên Windows trên Macbook và tuyệt vời nhất đó chính là ngay cả trên điện thoại di động của các bạn các bạn cũng có thể sử dụng bình thường thì chúng ta có thể thấy ở đây nó hỗ trợ 30 symbols với lên tới 20 năm dữ liệu của khung thời gian một phút các bạn có thể xem chi tiết tại đây chúng ta sẽ có dữ liệu trong vòng 20 năm từ 2003 cho đến 2024 ngoài ra chúng ta còn có thể backtest test được cả Bitcoin với khung thời gian từ năm 2017 cho đến hiện tại và ngoài ra thì còn các loại chỉ số như đây chúng ta có cả Dow Jones và chắc chắn là những cái symbol này sẽ không dừng lại ở con số 30 mà sẽ tiếp tục được cập nhật và dần dần hoàn thiện chúng ta sẽ lên tới vài trăm cặp tiền tệ các chỉ số các loại hàng hóa ở trong tương lai gần khi mà phần cái phiên bản beta này kết thúc thì những cái dữ liệu trên Forex Tester phiên bản Windows sẽ hiện diện ở trên phiên bản web này. Thì với cái phần mềm này, hiện tại chúng ta đang ở trong phiên bản beta và chúng ta sẽ có những cái lựa chọn mua như thế này. Với lựa chọn mua hàng tháng các bạn sẽ cần phải trả 19,99 đô, một năm là 199 đô và chọn đời là 250 đô. Và chắc chắn là trong thời gian rất gần thì chúng ta sẽ nhận được những cái khuyến mãi giảm giá đến từ Forex Tester. Và điều đặc biệt đó là trong thời gian beta này, chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí trọn vẹn tính năng trong thời gian 7 ngày với cái tính năng free trial của Forex Tester Online. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đăng ký tài khoản cũng như là trải nghiệm thử cái phần mềm Forex Tester Online trên nền web để xem nó có cái điều gì hấp dẫn hơn so với phần mềm mà cài trên Windows. Đầu tiên chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản. Để đăng ký nhanh thì chúng ta có thể sử dụng Google hoặc là tài khoản của Microsoft. Ở đây thì mình sẽ sử dụng email để đăng ký. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, các bạn ấn vào sign up để đăng ký. Một cái email sẽ ngay lập tức được gửi về hòm thư của các bạn và các bạn chỉ cần copy cái code và dán vào đây rồi và ấn continue. Như vậy là chúng ta đã đăng ký xong tài khoản của phần mềm Forex Tester Online. Nếu sau 7 ngày các bạn không có nhu cầu mua thêm thì các bạn có thể hủy và không mất bất cứ một đồng nào. Quá là tuyệt để có thể trải nghiệm một cái phần mềm backtest rất là mới và cực kỳ là hấp dẫn khi mà chúng ta có thể sử dụng trên tất cả các nền tảng, chỉ cần một trình duyệt web mà thôi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng PayPal. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thẻ Visa hoặc Master để đăng ký. Mình sẽ sử dụng PayPal. Sau đó các bạn ấn vào start 7 ngày dùng thử. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái quá trình thanh toán cái phần Forex tester dùng thử này. Đây chính là giao diện của phần mềm Forex Tester Online. Sau khi mà chúng ta đã kích hoạt 7 ngày dùng thử thì các bạn có thể sử dụng thoải mái trong vòng 1 tuần. Và sau đó thì trường hợp không muốn mất tiền thì chúng ta đơn giản chỉ cần ấn vào Suspend là xong. Như vậy là tài khoản chúng ta sẽ bị hủy và chúng ta sẽ không cần phải mất bất cứ một đồng nào và vẫn trải nghiệm được hoàn toàn phần mềm Forex Tester này. Bởi vì đây là cái phần mềm đang chạy phiên bản beta nên là các bạn có thể xem ở đây có cái phần share opinion các bạn có thể đóng góp những cái ý kiến feedback đây là cái thay đổi của các phiên bản roadmap chúng ta thấy là những cái yêu cầu đang được uh, team của forex tester ghi nhận và chính những người sử dụng là người góp phần tạo nên một cái phần mềm backtest hoàn chỉnh nhất ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử một cái chiến dịch đầu tiên để xem phần mềm này có điểm gì hay so với phần mềm mà cả trên windows ta sẽ ấn vào new project là chúng ta mình sẽ chọn một cái cặp tiền tệ chính Euro, đô la, Mỹ đi Tên của cái uh, chiến dịch Chúng ta sẽ chọn uh, test một Cái số tiền ban đầu Mặc định sẽ là 10 ngàn. Thời gian bắt đầu đây Thì mình sẽ chọn về uh, năm uh, khoảng 2014 đi Mùng 1 tháng 4, 2014 End date End date thì ở đây nó chính là ngày uh, mùng 7 tháng 10 Rất là gần so với hiện tại luôn Create project để bắt đầu chiến dịch của chúng ta Như vậy cái chiến dịch uh, test 1 của chúng ta sẽ xuất hiện ở đây Lần sau muốn uh, quay trở lại chiến dịch thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút này để bắt đầu chiến dịch. Giao diện của biểu đồ này thì rất là giống với trading view. Giờ chúng ta sẽ thử backtest vào những cái lệnh đầu tiên đối với euro và đô la Mỹ. Ở đây mình sẽ thêm chỉ báo. Chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng hình tam giác màu trắng ở đây hoặc là có thể ấn enter bắt đầu. Như vậy là giá đang chạy này. Chúng ta thấy là chỉ vào những cái biểu tượng chúng ta sẽ thấy những cái phim tắt ở đây để có thể tăng tốc quá trình backtest của mình ở forward chúng ta có thể sử dụng nút cách hoặc là nút nó mũi tên sang phải này mình sẽ thử tìm một điểm vào ta sẽ thử kèm một cái fibonacci chẳng hạn fibonacci retracement mình sẽ thử vào một lệnh uh, buy để vào lệnh chúng ta sẽ có thể vào luôn bằng cách là ấn vào cái hai cái nút mua bán nhanh ở đây ví dụ mình mua nhờ, nhanh hai lệnh sau khi chúng ta mua nhanh thì chúng ta có thể kéo lên để xem cái phần lệnh ở đây sau đó chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển ở biểu đồ Chúng ta đang thua lỗ rất lớn bởi vì mình không đặt stop loss. <laughs> Đấy, chỉ cần không đặt stop loss cái là có thể bay ngay một tài khoản như, như chơi. Đấy chúng ta đang thử nên là cứ, cứ test thôi. Bình thường thì chắc chắn là mình phải đặt stop loss. Để đặt stop loss chúng ta sẽ click nút vào và chọn stop loss. Đấy. Và chúng ta cũng có thể tính toán dựa trên phần trăm risk. Tuy nhiên thì cái này nó chỉ khi mà chúng ta vào lệnh thủ công chứ không phải vào lệnh nhanh như này. Đây mình sẽ đóng lệnh, Đấy và chấp nhận thua này. Bạn thấy là tài khoản của mình từ 10 ngàn bây giờ còn 9 ngàn 7, như là một lệnh thua chúng ta đã đi toi hết gần 3% tài khoản. Ta sẽ tiếp tục. Rồi, ở đây mình sẽ vào vào lệnh buy này. Tuy nhiên thay vì vào lệnh này thì mình sẽ chọn new order. Ở đây nó sẽ tính toán theo cái risk mà chúng ta chọn, rất là hay. Nó sẽ dựa trên cái balance là 9.796. Và chúng ta risk 1% thì nó sẽ đo lường và tính toán được chúng ta cần vào số lốt số khối lượng là bao nhiêu để trường gặp mà hit stop load, chúng ta sẽ mất số tiền tương ứng với 1% của 9 sáu. chúng ta sẽ vào lệnh ở đây mình sẽ vào thêm một lệnh nữa thông số hoàn toàn tương tự đối với lệnh bên trên stop loss chúng ta cũng sẽ tính toán theo cái risk của tổng tài khoản rồi chúng ta có hai lệnh bắt đầu di chuyển ô oh, như vậy là giá đã đi lên để xem có thể rời stop loss về chi hay không ok như vậy mình sẽ rời stop loss các bạn có thể kéo luôn ở đây đấy kéo luôn kéo phát một và chúng ta thấy là kéo đến đâu thì số profit sẽ hiện ra ngay ở đấy Rồi tiếp tục di chuyển Tiếp tục rời stoploss này Thằng này thì lên trên Chúng ta đang bơi trong một cái xu thế tăng Follow theo uh, daily Mình rời stoploss về đây, một stoploss Để khu vực này Tiếp tục cho giá di chuyển này Như vậy chúng ta đã bị hit một uh, stoploss Boom, xong Như vậy là chúng ta đã thoát cả hai vị thế của mình Và chúng ta đã quay trở lại cái balance uh, 10.000 <laughs> để xem được cái static thì chúng ta sẽ vào cái phần analytics ở đây thì chúng ta sẽ thấy total trade, profit, loss và đây những cái quan trọng này, profit này, profit factor này, return này. Ta đang có 0.52% profit, tỷ lệ thắng tỷ lệ thua. Hoàn toàn giống so với phần mềm Project Sector ở trên máy tính. Và một điều tuyệt vời là chúng ta đang backtest ở trên trình duyệt, Chúng ta không cần cài đặt bất cứ một điều bất cứ một cái thứ gì, không cần phải tải về, không cần về cài đặt không lo sợ virus tất cả đều được uh, diễn ra trên uh, trình duyệt và đây một điều tuyệt vời là chúng ta có thể bách test ở trên điện thoại Ở đây mình đang uh, giả lập uh, iphone 12, thì các bạn thấy là chúng ta có thể hoàn toàn bách test ở trên môi trường uh, điện thoại luôn tức là tất cả các uh, tức là thay vì phải cài đặt phần mềm trên windows ta có thể bách test ở bất cứ đâu chỉ cần có trình duyệt là được này giá chạy này các uh, tính năng vào lệnh các thứ hoàn toàn tương tự so với máy tính Mặc dù hơi nhỏ một chút nhưng mà hoàn toàn có thể sử dụng được. Này, giá di chuyển này, backtest. test. Đấy các bạn có thể mang lên điện thoại hoặc iPad để có thể backtest test mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có trình duyệt là được. Chắc chắn trong thời gian ngắn thì Forex Tester sẽ có mặt ở trên các nền tảng di động. Chúng ta sẽ có các ứng dụng cả trên iPhone, iOS hoặc là trên Android để chúng ta hoàn toàn làm chủ với công cụ này và có thể backtest test mọi lúc mọi nơi ở trên tất cả các nền tảng. Ok, như vậy chúng ta vừa làm quen nhanh, kích hoạt, dùng thử 7 ngày và bắt đầu cái chiến dịch backtest đầu tiên đối với Forex Tester online. Mình nghĩ đây là một cái tính năng rất là hấp dẫn đối với Forex Tester. Đây là một phần mềm đang trong thời gian beta và chắc chắn là tương lai chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái tính năng mới sẽ được cập nhật liên tục. Và chính vì vậy chúng ta có thể trải nghiệm hoàn toàn miễn phí trong vòng 7 ngày. Và bây giờ thì mình xin được kết thúc clip hôm nay tại đây. Chúc các bạn backtest thành công với Forex Tester online, một cái nền tảng backtest hoàn toàn mới của Forex Tester trên nền web. Và các bạn có thể loại bỏ cái giao cản khi mà không sử dụng Windows. Bởi vì với một nền tảng ở trên nền web thì các bạn có thể sử dụng trên mọi thiết bị, ngay cả trên chính chiếc điện thoại của các bạn. Kiểm thử, backtest chiến lược giao dịch và hoàn toàn tự tin khi mà chinh chiến trên thị trường thực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của Ngày Trader. Trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.